Hello, ngày mới nha cả nhà ơi. Ngày mới chúc mọi người luôn vui khỏe, bình an nhé. Xe đây phép sẽ cập nhật xe ngày mới như thông lệ nha mọi người. Ai quan tâm xe nào thì alo nhé. Cái chiếc ZX với cúp mới về. Cúp này cũng zin nguyên nha anh em. ZX cũng vậy rồi. Cần xe gì vậy? Để lại bình luận nha anh em. Thấy review cho anh em xem. Cặp này hãy đắc ý nha cả nhà. Chiếc ý này đi 6.000 nha anh em. Vỏ còn cặp nha. Cốt trước cốt sau chưa có mở. Chiếc này chiếc Fitlat ha, trên này có review rồi. Xe này còn mới quá mới. Hai chìa khóa. Gương hậu đầy đủ. Chiếc này thích lắm, chiếc này chạy hết vỏ sau còn vỏ đầu đúng chắc đúng chừng. Cần xe gì đi Tết thì liên hệ em nha cả nhà. À, quay từng dãy này. GT có còn 4 xe không vậy nè. Chiếc này là 207 này, 206 nè. 206 nè, 208 nè. Hai chiếc 206, một chiếc 207, một chiếc 208. 4 chiếc. Chiếc này Jupiter mới. Chưa đăng ký. Xe này mua chạy đậu chơi. Xe đời 2012 tới giờ. Jupiter 0456. À, neo chứ, neo. Nhập phụ ít 12.000 cây nha anh em. Đầy đủ phụ kiện. Giá trên đi như thế nào? Spe này cũng mới về hôm qua nè. Spe phiên bản Family gia đình.
máy zin vậy nè. Xe này cũng khá là đẹp, 2 mấy triệu, 28 triệu. Kế bên là chiếc MSX. Bê-rim. Cúp đẹp quá nè. Cái bẩn này của xe kia nha nè. Xe này chưa mua được bẩn. 84 màu xanh nước biển. Dịp sim. Miền Tây yêu dấu nha nè. Khi ở phía bản miền Tây, các anh em ở các tỉnh miền Đông, miền Trung, miền Bắc, phép này chúng ít có đi xa nhiều lắm nha nên như ở đó giờ cứ đi du lịch, đi vòng vòng, đi cho tới Đà Lạt hay là xa nhất rồi, bởi vì rất thích đi kiểu để hiểu biết được mỗi vùng miền, cái cách sinh sống người này kia rồi ha, hay lắm. Việt Nam mà đất nước nó dài. Bởi vì mỗi vùng miền nó cũng chỗ nào cũng vậy hết, ở đâu cũng vậy, cũng có mỗi cái đặc sản, cũng có mỗi cái hay riêng. Miền Tây của em thì đa dạng lắm anh em ơi. Ở Kiên Giang của em thì anh em biết không, ở Kiên Giang của em thì lúa, trồng lúa một bên, nuôi tôm một bên đó. Và có những là mảnh ruộng là một làm một vụ lúa rồi xong rồi tới là một vụ tôm, xen canh luôn á nè, xen canh đa canh luôn. Như ở đây đại khái ở đây, nếu mà đi đường chim bay thẳng ra khoảng chừng 4 cây, 3-4 cây là tới biển rồi. Ở ngoài đó là như phép nói vậy đó, nó có cái bờ đê quốc phòng dị dài này. Bên kia là nuôi tôm, nuôi cua, hải sản, thủy sản. Bên đây là trồng ruộng đó. Bởi vì anh em có thể là muốn ăn cá nước ngọt hay cá nước mặn thì cũng có hết á. Nó rất là đa dạng. Bên nước biển, bên nước ngọt. Muốn ăn cá lóc, cá rô, cá chê, cá đồng thì ở tại đó cũng có luôn rồi ha. Còn là cá biển thì ở trong vuông thì người có cá nâu, cá đối, cá mương, mấy cá chẽm này kia đâu. Cái miền Tây thực phẩm rất là đa dạng, núi có, rừng có, biển có, ẩm thực rất là phong phú. Bởi vì chỗ em muốn ăn cái gì có cái đó à anh em.
đồ biển ở đồ biển, đồ đồng có đồ đồng. Anh em đi đi theo các chợ là anh em sẽ biết rồi. À, anh em thấy nhiều khi một người mà họ bán cả cua biển cả cua đồng. cua đồng còn nhỏ nhỏ, cua biển thì còn to to, tôm ghẹ gì cũng có, mực. Còn nước ngọt thì cũng có luôn, cá nước ngọt. Hàng năm lũ đổ về thì có cả những loài cá ở trên thượng nguồn đó, nó chảy xuống, nó đi theo dòng nước á, nước lũ nó xuống. Cá linh, cá mè, rồi cá leo, cá chèn này kia đâu. Người dân người ta cũng đặt đáy rồi đó, cũng dính. Rồi, mọi người xe nào đi Tết thì alo Phép nha nè. Hoặc là để dưới bình luận đi rồi Phép sẽ review chi tiết cho xem nhé. Rồi, bye bye. Chiếc đen 31, chiếc đỏ 34 nè. Giá trên yên cái nè mình. Như nè, thiếu cái cánh gió là hãng mua gắn vô, hãng có bán. Xe quốc này đi hay vỏ còn cặp như nè, xe chạy mới có 7.000 cây, 12 năm. Còn như này thì 11, bán rẻ ha, mà rẻ hơn nha. Suzuki Viva giá trên yên nha mọi người. Cua chờ, cá lẩu kiến, bánh mâm nha. Cua hai mát. Cũng hay cả cặp nữa nè. Mấy xe này mười mấy triệu bạc anh em ơi ha, dễ xài, chạy không lỗ. Nó rút đầu rồi rút, nhưng mà cái đồ đạc của thằng Phu 2 thì nó vẫn còn riêng theo xe hết, không có lai đồ. Cái Phu 2 này anh em không thể gắn cái nào vô được cái ngoài đồ của nó. Anh em dòm nhận lông nó hiểu rồi, chỉ của nó và của nó rồi ha. Ví dụ có thai cũng phải vô hãng mua đúng của nó thôi chứ, ở đâu có đồ Trung Quốc đâu. À, đồ nó dày Louis Vuitton nha em ơi. Xe này cái máy chạy cực kỳ ngon, 9,5 triệu. AB này 19 năm nha nè, 125. Mấy con này mình đi Tết vừa sang vừa chưa là trình độ luôn anh em ha. Đó, thằng này có 11 năm, quá rẻ luôn. Này thì 15 triệu, này đẹp hơn rồi, cao hơn. AB là 21. Giá cho đi nha mọi người. Anh em mua cái xe ga giá bình dân nè, mua cho mấy cháu đi học à, đi rất ok. Ví dụ cái xe này 8 triệu bạc, bao anh em xài
phun xăng điện tử luôn luôn, xịn sò. Xe này phép mua đợt nó mua 8 triệu 8 vậy đó nè, chưa tính phí chuyển, giờ bán 8 triệu bạc. Cốp hộp rộng để đồ vô tư, nó rẻ hơn xe đạp điện, chạy có động cơ, có kèn, có còi đâu, phanh đồ nó rất là an toàn. Xe đạp điện chứ mấy cháu chạy thấy rất là nguy hiểm, chạy thì mình nó dục vậy là mà nó không có một tiếng động nào, cái hệ thống phanh này cái đồ nó cũng đâu quá qua được xe gắn máy. Biển số gánh nữa, lên lên 3637 còn đẹp lắm, đèn đốm. Khu 1 đó bên này cho phép bán xả vậy nè mày. Này lô 6 nè. Lô 6 này 15 triệu nha nè. Xe này đẹp. Xe này về là chạy à. Về chạy không phải làm gì hết. Coi nó đi mấy ngàn. Ủa, 57 ngàn có máy hết với em. Chiếc này phép bán xả 17 năm nữa nè, bán đúng vốn luôn, giá cũ 19 nè, nó em thấy mờ 19 triệu nè, nó nói sao bán là 17 năm. Giá trên yên anh em, quá trời phu một nhiều rồi. Chiếc xe này có 15 triệu 500 ngàn đó. Nhiều khi quay xe cọp lên thì anh em bảo là mắc rẻ các kiểu đó, có xe rẻ thế này đó thì ông chịu mua thì không nói gì luôn đấy, muốn rẻ có rẻ à anh em, anh em thấy không, áo đập hãng luôn, đập hùng luôn nha, loại một luôn đó, sơn si ốc tán đồ trắng tư dài đủ xăng đi đó, 15 triệu 500 ngàn nồi đồng cối đá luôn. Này 11 này 14 năm này 12 AB đầu dồ, còn này 21 này 15 16 triệu giảm triệu nè, còn 15 nè, nó lại rẻ nữa, về cho bao anh em xài 8 triệu rưỡi nè, nó 4 xanh dần luôn. Cúp thì còn mỗi có chiếc màu cầu khô này thôi nha anh em. Chiếc này có đề, bình đề đầy đủ. Đầu số là cao luôn, giấy biển 3 số hồi xưa luôn. 14 triệu bạc. Nè, rẻ nữa nè, 4 triệu rưỡi nè. Có hẳn ít của em Đài Loan đàng hoàng. Cài cuốc vậy đó, cài. Còn xe này của anh em chốt rồi, anh em chốt rồi gửi đây. Rồi tiếp giải hai thì cái bo với bo nè, này 26 này 28 này su rút tan hải quan 44 dây z gáp độ hẳn không nha anh em, gáp nhưng mà toàn là độ hẳn thôi. Đó, chỉ có mỗi cái lốc máy là của thằng Yazbet á, chạy CNC thôi, còn ngoài ra đồ của nó là giấy dép hết. 60 triệu như nè. Này Novatina này 30 triệu ha, xe cam.
anh em giờ qua Cam mua, anh em mua giờ nếu mà khắc cái này thì cũng ngàn mấy đô, không có giấy tờ gì đâu nha. Ở đây giấy tờ đầy đủ đàng hoàng luôn, giấy zin, biển số zin, con cái không sang tên thôi, tại giá 30 triệu rồi anh em ha. Xì bo mấy triệu bạc đi cà phê. Rồi anh em quan tâm xe cộ nào tại cửa hàng thì liên hệ tôi sang với trường nha anh em. Rồi bye bye, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video nhé, chúc anh em có thật nhiều sức khỏe.